Bước vào cuộc đối đầu với Singapore, đội tuyển Việt Nam hướng đến một chiến thắng dù phải làm khách và thi đấu trên mặt cỏ sân nhân tạo. 3 điểm có được trước đối thủ này sẽ giúp binh đoàn rồng vàng giành vé vào bán kết sớm trước một vòng đấu. Khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thể có nhiều toan tính hơn trước khi đón tiếp Myanmar ở trận đấu cuối cùng. Nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo có những tính toán khác khi bước vào cuộc đối đầu này. Trong bối cảnh chúng ta bắt đầu phải thi đấu với nhịp độ 3 ngày một trận, thì những sự điều chỉnh ở đội hình xuất phát cũng là điều hợp lý. Ở đó có tới 8 sự thay đổi được vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạo ra. Nó khác với những dự kiến ban đầu khi tất cả đều cho rằng thầy Park sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để giải quyết đối thủ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn kỳ vọng với sự góp mặt của những Văn Quyết, Tuấn Hải, mọi chuyện sẽ được đội tuyển Việt Nam giải quyết theo cách tối ưu nhất. Đội tuyển từ xứ sở vạn đảo đã từng nhận thất bại với tỷ số 0-4 ở lượt trận giao hữu vừa qua, nên thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ngay lập tức nhập cuộc với thế trận áp đặt. Văn Quyết chính là người chơi nổi bật nhất trong vòng 45 phút đầu tiên với nhiều cơ hội được tạo ra. Tuy nhiên, lần này đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội đã không thể tái hiện lại điều anh từng làm được cách đây 3 tháng, chọc thủng lưới Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Nishigea chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công với những đường bóng dài lên tuyến trên. Dù vậy, Singapore không tạo ra được quá nhiều sóng gió về phía khung thành của Đặng Văn Lâm bởi những tình huống triển khai bóng của họ đều được bộ ba trung vệ Thanh Bình, Quế Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng nhanh chóng dập tắt. Tình huống đáng chú ý nhất với đội chủ nhà có lẽ đến từ pha bóng rất đáng tiếc của Ihan Fandi. Chân sút mang áo số 9 trong một pha bóng khống chế bước 1 không thành công đã gặp phải một chấn thương và bật khóc rời sân. Fandi cho rằng mặt sân cỏ nhân tạo cứng trơn trượt đã khiến anh bị trẹo đầu gối. Đó có vẻ là một chấn thương rất nặng với Ihan Fandi và nó sẽ là tổn thất lớn cho đội tuyển Singapore trong bối cảnh họ phải quyết đấu với Malaysia ở lượt trận cuối cùng để có thể giành vé đi tiếp. Những nỗ lực của thầy trò huấn luyện viên Nishigaya giúp họ trải qua 45 phút đầu tiên mà không để thủng lưới bàn nào. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo muốn giải quyết trận đấu này nên đã có những sự điều chỉnh trong hiệp 2. Lần lượt những Quang Hải, Tiến Linh, Phan Văn Đức hay Hoàng Đức được tung vào sân nhằm tạo ra sự khác biệt. Trong khi đó, Singapore từ bỏ hẳn ý đồ phản công. Họ chấp nhận lùi cả 11 cầu thủ về sân nhà để dựng nên những bức tường thành kiên cố bảo vệ cầu môn. Chúng ta cố gắng tìm đường vào khung thành đối thủ bằng những pha phối hợp ngắn, một chạm với tốc độ cao hơn để khiến hàng thủ của Singapore phải rối loạn. Nhưng ở khâu cuối cùng, những cú dứt điểm của Tiến Linh hay Phan Văn Đức đều không thể thắng được thủ môn Sunny. Thậm chí khi thủ thành số 1 của đội tuyển Singapore bị đánh bại, vận may vẫn không mỉm cười với những cầu thủ áo trắng. Cú sút xa rất quyết đoán của Hoàng Đức từ ngoài vòng cấm đã vượt qua tầm với của thủ môn bên phía đội chủ nhà. Đáng tiếc là cột dọc lại từ chối siêu phẩm của tiền vệ mang áo số 14. Trận hòa không đều có thể coi là thành công với đội tuyển Singapore. Họ không hề giấu giếm ý định chơi tử thủ để có được một điểm trước đội bóng mạnh nhất bảng. Theo ông Nishigaya, tất cả những ý định thay nhiều cầu thủ trong hiệp 2 của hai người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến đã được ông nắm bắt. Vì vậy, huấn luyện viên người Nhật Bản đã đưa ra những phương án hóa giải và hiện thực nó bằng trận hòa trước đội tuyển Việt Nam. Hay nói một cách đơn giản nhất, huấn luyện viên Nishigaya đã bắt bài, đọc được ý đồ của thầy Park. Còn với huấn luyện viên Park Hang-seo, một lần nữa ông lại không thể có được chiến thắng trong lượt trận thứ 3 ở các kỳ AFF Cup. Bởi nếu bạn còn nhớ, đội tuyển Việt Nam đã có 3 lần bị đối phương cầm hòa cứ mỗi khi bước vào lượt trận thứ 3 của vòng bảng. AFF Cup 2018, Quế Ngọc Hải và các đồng đội có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của Myanmar. Huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn tung ra một đội hình rất mạnh nhưng vẫn phải chia điểm trước đối thủ. Trước khi bước vào trận đấu đó, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng ở cả hai lượt trận đầu tiên và tạm thời đứng đầu bảng A của AFF Cup 2018. Sau khi xảy chân trước Myanmar, chúng ta được trở về Mỹ Đình và không phạm bất kỳ sai lầm nào trước đối thủ Campuchia. Với còn lại thì, như bạn cũng đã biết, tất cả trở thành lịch sử. Nhưng cũng chỉ cách đây một năm thôi, kịch bản đó lại được tái hiện. Binh đoàn Rồng Vàng có trận hòa trước Indonesia trong một cuộc đối đầu không khác trận đấu này là mấy. Sau đó, ở vòng đấu cuối, mặc dù đội tuyển Việt Nam vẫn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng quyền tự quyết không còn nằm trong tay chúng ta nữa rồi. Kịch bản của bảng đấu này sẽ tiếp tục được phân tích trong phần sau của video. Còn giờ là lúc để nhìn lại những vấn đề chưa ổn của đội tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu này. Trận hòa Singapore như một hồi chuông cảnh tỉnh cho khả năng tấn công của cầu thủ áo trắng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chúng ta kiểm soát bóng đến 76%, tung ra tổng cộng 20 cú dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn không được ghi. Đó là điều khó chấp nhận khi chúng ta tạo ra một thế trận vượt trội nhưng mọi thứ đổi lại chỉ bằng con số không tròn trịnh. Việc chúng ta gặp thế trận bế tắc như vậy cũng một phần đến từ yếu tố ngoại cảnh. Sau trận đấu này, Quế Ngọc Hải đã phát biểu rằng một điểm trước Singapore là điều thành công trong bối cảnh họ phải đá trên sân cỏ nhân tạo. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đặt ra thắc mắc liệu các học trò của ông có vẻ không quá thoải mái vì phải chơi trên một mặt sân cứng và tiềm ẩn nhiều chấn thương như vậy hay không. Có một vài nỗi ám ảnh hiện về khi đội tuyển Việt Nam cũng vấp phải sự phản kháng tương tự từ Indonesia. Thời điểm đó, tất cả đều hy vọng
huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tìm ra phương án tiếp cận khung thành khác. Tuy nhiên, cần phải nhìn vào thực tế rằng nếu không có bóng bổng và khả năng săn bàn bằng đầu của Tiến Linh, đội tuyển Việt Nam đã có thể rơi vào bế tắc trong hai trận đấu đầu tiên. Tạt cánh là cách nhanh nhất để đưa quả bóng vào vòng cấm đối thủ, nhưng không phải lúc nào những quả tạt cũng sẽ chuẩn xác và không phải lúc nào Tiến Linh hay Phan Văn Đức cũng có thể tận dụng được khoảng không và đem về bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, hãy nhìn trận hòa này theo một hướng tích cực. Nó sẽ là cơ hội để ban lãnh đạo đội bóng mổ băng phân tích rất kỹ và tìm ra đấu pháp cho những đối thủ có sở trường đổ bê tông. Mọi thứ cần phải được khắc phục nhanh chóng vì bán kết sẽ không có chỗ cho những điều tương tự xuất hiện. Chúng ta có thể tạm yên tâm về lời hứa của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông tuyên bố cổ động viên không cần phải lo về cơn ác mộng tại AFF Cup 2020 sẽ lặp lại. Đội tuyển Việt Nam sẽ không vứt đi tất cả những lợi thế và bước vào một con đường gập ghềnh hơn từ bán kết. Những lời trấn an từ ông thầy người Hàn Quốc hoàn toàn có cơ sở, vì so với câu chuyện cách đây một năm, chúng ta vẫn đang có lợi thế lớn hơn. Đội tuyển Việt Nam có được 7 điểm sau 3 lượt trận, vẫn đang đứng đầu bảng và vượt trội so với Singapore hay Malaysia về mặt hiệu số. Ở vòng đấu cuối cùng, binh đoàn Rồng Vàng chỉ phải gặp đối thủ Myanmar trên sân nhà, trong khi Singapore và Malaysia phải tử chiến để tranh chiếc vé còn lại. Thế có nghĩa là đội tuyển Việt Nam đang có tới 99% cơ hội đi tiếp. 1% còn lại nằm ở điều điên rồ vì nó có rất nhiều điều kiện khiến chúng ta bị loại. Đầu tiên là đội tuyển Việt Nam phải để thua Myanmar với một tỷ số rất đậm, đủ để Singapore và Malaysia vượt qua hiệu số dương 9. Ví dụ, chúng ta có thể thua 0-8, Malaysia thắng Singapore 1-0. Lúc này đội tuyển Việt Nam và Singapore cùng có 7 điểm, nhưng đội tuyển từ đảo quốc sư tử sẽ đi tiếp nhờ hiệu số dương 2 so với hiệu số dương 1 của đội tuyển Việt Nam. Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam để thua 0-6 thì trận đấu còn lại buộc phải kết thúc với tỷ số hòa 4 đều, khi đó chúng ta mới chính thức bị loại vì thua kém hiệu số. Tức là khả năng dừng cuộc chơi từ vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang ở ngưỡng không tưởng. Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Singapore và Malaysia. Mọi chuyện rất đơn giản với hai đội bóng này, ai thắng sẽ giành quyền đi tiếp. Singapore có lợi thế vì hơn đối thủ 1 điểm, họ chỉ cần cầm hòa là chính thức có mặt ở vòng trong. Vì thế trận hòa trước Singapore không phải thảm họa như những gì từng xảy ra cách đây một năm. Đội tuyển Việt Nam vẫn nắm trong tay quyền tự quyết hoàn toàn, trong khi Myanmar đã chính thức bị loại. Liệu tinh thần thi đấu của họ có thực sự còn được duy trì trong chuyến làm khách đến sân vận động Mỹ Đình vào ngày 2 tháng 1 tới đây? Một chiến thắng là điều đội tuyển Việt Nam buộc phải giành được. Nó không chỉ đảm bảo vị trí dẫn đầu tại bảng B mà nó còn xóa đi những sự hoài nghi đang bắt đầu được hình thành. Huấn luyện viên Park Hang-seo có 3 ngày để cải thiện lối chơi của toàn đội, để thuyết phục những cổ viên khó tính nhất rằng đội tuyển Việt Nam vẫn đủ thực lực và đăng quang tại AFF Cup năm nay. Sau khi xem hết clip thì các bạn sẽ truy cập vào wescan.vn sửa bình luận viên Anh Quân để chơi những trò chơi siêu dễ và nhận những phần quà siêu hấp dẫn từ chúng tôi nhé.